đang có mặt tại miền Trung, nơi mà sắp tới sẽ đón cơn bão Noru, được ví là phóng viên Khánh Sky tập làm dự báo thời tiết đưa tin về bão Noru khiến anh em toát mồ hôi hột. Bão Noru đang đổ bộ vào miền Trung và gây ra ảnh hưởng rất lớn. Cả nước hiện tại đang lo lắng cho sự an toàn và những thiệt hại mà người dân phải đối mặt. Trước đó, vào ngày 27 tháng 9 năm 2022, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ giúp người dân sơ tán tránh bão. Đồng hành với các cơ quan còn có thêm các đá thủ, những người tình nguyện làm dự báo thời tiết theo cách chẳng giống ai. Mới đây, một đá thủ đã nhanh chóng chạy ra biển vào thời điểm trước khi cơn bão ập đến để đưa tin về tình hình thời tiết lúc đó. Nhưng cư dân mạng nghe xong thì liên tục toát mồ hôi hột vì anh nói như lói vậy á. Cụ thể câu chuyện như sau. Còn mười mấy tiếng nữa cơn bão mới vào đến bờ, nhưng mà phải nói là tốc độ gió bây giờ nó đang là 60 phút một giờ. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là âm 10 độ. Đấy, đang là âm 10 độ. Nhiệt độ trong phòng điều hòa đo được là 27 độ và nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C nhá. Ok nhá. Còn đâu ấy, cái độ nguy hiểm cơn bão này có thể so như là người yêu cũ phản bội luôn. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Nhá. Ok nhá. Dự báo trong 24 giờ tới thì là đêm không nắng và ngày vắng sao. Ok luôn. Đấy. Rất là nguy hiểm nhá. Yêu cầu các tàu bè là mau mau vào bờ nhá. Anh đang đánh cá ngoài khơi mà nghe tin Khánh Sky cảnh báo thì em lại bơi ngay vào bờ nhá. Nếu mà ai mà đỏ thì không chìm mà đen thì đúng còn cái lịt luôn, vào bờ ngay vào luôn nhá. Uy tín luôn nhá. Nói chung là cơn bão này khét đấy. Ra gì đấy. Chúng khét đấy nhỉ. Vâng, với sự nhiệt tình kiêm khả năng đưa thông tin một cách chính xác, không sai một chữ nào, thì anh xứng đáng đứng vào hàng ngũ của những thanh niên ngáo ngơ rồi. Dự báo xong mà anh em cứ cảm thấy dường như anh còn nguy hiểm hơn cả bão nữa. Khi đá thủ làm dự báo thời tiết, cho hỏi giờ anh đang bay đi đâu rồi ạ? Khi học sinh giỏi văn đi review bão. Mặc dù nghe dự báo này hơi choáng, các thông tin cung cấp đều nằm trong tầm hiểu biết của khán giả, nhưng đổi lại, cư dân mạng đều nhìn thấy sự nhiệt tình của anh Khánh Sky. Xin chúc anh một đời bình an, an khang thịnh vượng và vào bờ để tránh gió bay hết tóc anh nhá. Các bạn nghĩ sao về màn review bão siêu có tâm này? Comment ngay cho tôi biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.